Chào cả nhà mình nghe, xin lỗi nghe, cái điện thoại cùi bắp của mình quay có 16 phút là nó đá ra cái tịch này, nó đâu có cho quay thêm được miếng nào nữa nên chưa có hết câu chuyện, chưa có chào cả nhà mình gì hết trơn á, là dứt rồi nên tức quá giờ lên tiếp tục nữa, mà giờ cũng mất hứng rồi, thôi nói sương sương thôi, kết thúc cho rồi. Nói túm lại, ai có mồng có mỏ thì tự gõ với nhau. Các kênh YouTube có tức quá, có muốn đấu đá, muốn chửi mắng, muốn làm gì đó thì cứ tự làm đi. Xèo đẹp Nguyễn Phương Hằng tuyên bố dứt điểm, vĩnh viễn không bao giờ livestream, livechat gì nữa. Đó, ai muốn làm gì làm đi, ai muốn thích nói gì đó thích. Đó, muốn chửi mắng, quào quấu, đánh chửi, moi móc, xỉa xói gì đó, muốn làm gì làm đi, cho vừa lòng hả dạ. Mà em quá là đỉnh luôn, tốt luôn, là tấm lòng rất là rộng mở. Trước khi là thông báo vĩnh viễn không livestream nữa, là lại ủng hộ vô Mặt trận Tổ quốc thêm 10 tỷ nữa. Nghĩa cử cao đẹp này, những người mà khốn khó được hưởng cái ân huệ đó thì cũng phải trân trọng nhớ ơn xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng. Rất là bản lĩnh, rất là giàu có. Đó, chứ như tôi nè, cái điện thoại cùi bắp còn không có mà được một cái cho ngon lành, mà để quay được cái bộ nhớ lớn, quay cho đầy đủ nội dung nữa, thì mình biết thân biết phận mình thì mình vậy thôi. Người mình cũng không có biết gành về công nghệ nên mình chỉ làm nghiệp dư thôi, chỉ bức xúc thì nói lên cái quan điểm, cái tấm lòng của mình thôi. Nhưng mình cũng biết phải nhận xét cái nào tốt, cái nào xấu vậy đó. Em ấy nghĩ mở cửa miễn phí cho của Đại Nam, rồi không có kêu gọi quyên góp nữa, đóng mọi tài khoản lại, rồi chỉ có kêu nhân dân ai có gửi thì gửi vô Mặt trận Tổ quốc thôi, vậy đó, cho vừa lòng hả dạ mấy người đó. Những người dân khốn khó khổ sở thiếu thốn ở miền Bắc á, có hận hay không là giận mấy người, mấy cái quân mà nó xỉa xói, nó làm cho xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng không còn phải, không còn phải thao thức để mà làm từ thiện, hay là phải để lên kêu gọi tiếng nói, góp phần sức lực tiếng nói gì nữa hết đó. Những người đó nếu mà thật sự có quả báo hay không á, những người đó mới bị quả báo đi, có giúp được gì cho anh ta không, mà còn làm hư hại, còn làm những người dân khốn khó không có được cái sự hưởng lợi từ cái nghĩa cử cao đẹp của Nguyễn Phương Hằng nữa, cho vừa lòng hả dạ. Còn mấy kênh YouTube á, nói thêm nói bớt nói xấu á, Nguyễn Phương Hằng đó, thì bây giờ có mồng có mỏ thì gõ với nhau đi, gắng chửi cho dữ đi Đinh Lan, gắng nói cho dữ lên luôn đi, Hoa hậu Phương Lê đó, gắng nói gắng chửi đi. Dám lấy cái bằng Tổ quốc ghi công á, mà dí với con chim của bà mà vậy đó, mà không thấy báo nào đăng, cũng không thấy ai mà phạt dạ tiền bạc gì hết. Chỉ có phạt cái vụ quốc ca 7 triệu rưỡi à, không gãy ngứa được bà nữa. Đó, vậy đó chứ vừa bụng mấy người, càng nói càng tức. Thiệt là tình, làm biết mất niềm tin. Muốn sống tốt cũng không muốn tốt chi, tốt bị người ta đè đầu cởi cổ, bị người ta chèn ép, bị người ta nói xấu, xỉa xói. Thôi bây giờ biết khôn chút đi, tự sống cho mình đi là lành nhất đó. Vậy đó, rồi như mấy ông sàm tăng nào đó, ngàn ngàn tỷ đó, cho vừa lòng hả dạ. Mấy người cúng dường, cúng 50.000 có phước ngày, cúng 100.000 có phước hai ngày, có nhà cúng luôn nhà, thì nằm chén quẩy nhịp cái giò, nhìn con cháu đời sau nó giàu. Gắng nghe đi nghe, gắng tin đi, vậy đi, tôi nói vậy thôi chứ tôi không nói gì nhiều. Tùy mỗi người, tùy quan điểm mỗi người, họ thích sao họ làm sao, họ vui thì họ cứ làm, họ thích thì họ cứ làm. Giờ tôi chỉ cầu mong cho đất nước thanh bình yên ổn, cho con cháu tôi nó gắng học hành, nó lớn lên, nó sống trong yên ổn. Không khí sạch thì bớt cái che khẩu trang này, không khí mà ô nhiễm quá thì bước chân khỏi nhà thì khẩu trang che đậy kín mít, lú có hai con mắt ra thôi.
vậy thôi, nói vậy thôi, nghĩa bóng cả nghĩa đen luôn, nghĩa đen nghĩa bóng gì đó, từ ai muốn hiểu sao hiểu, chứ giờ bó tay cũng hết biết phải nói sao rồi. Thôi kệ, muốn sao muốn đi, tôi thì già rồi, sống mấy năm hơi nữa đâu. Cũng như sao đẹp Nguyễn Phương Hằng nói, chỉ cần một làn thở nhẹ nhàng ngưng động thì tất cả đều dừng lại. Cứ vậy đi, chứ thiệt bức xúc quá, tức quá. Thấy người ta đẹp, người ta giàu, người ta làm được nhiều việc tốt thì đi ganh tị, thì tức giận, thì xỉa xói, thì mắng chửi, thì nâng quan điểm nói người ta là này là nọ là kia, bêu riếu đủ đường đủ thứ, biết người gì đâu, suy nghĩ gì bó tay gì đó. Càng nói càng nghe càng tức đó, không có mà cỡ Nguyễn Phương Hằng ai dẹp được cái lũ showbiz. Có con mèo rớt từ lầu 18 xuống chết hả, mấy trăm bài báo đăng, mấy trăm đôi giày sưu tập đăng, mấy ngàn mấy trăm chai dầu thơm sưu tập đăng khoe, sao không nghe khoe mà gửi 5-10 tỷ gì cho đồng bào gặp khó khăn á, bão lũ rồi đó, sao không nghe làm không đăng mấy cái đó á, gì đó ta chịu nổi không. Rồi thêm á, thêm mới vừa bão số 3 này thì thêm phong bạc nữa, tôi cũng mới nghe mới hiểu luôn. Ta phong bạc là che đậy, là ta tắm bạc để đậy xe đậy che nhà, thế là phong bạc là một nghệ sĩ nổi tiếng từ thiện 250 triệu mà phong bạc lên 850 triệu, hết hồn. Đó là phong bạc, cũng mới nghe đó, thì cũng báo chí cũng đăng gần gần trên Facebook đó, chứ mình làm gì biết được thực tế mà nói ha. Nói thì phải có kiểm chứng, ông nội tôi mà biết mà kiểm chứng cho được á, có ở trong ruột người ta, có ở trong nhà người ta đâu mà biết mà kiểm chứng, thì đăng lên nói ầm ầm vậy đó, có 2 triệu mà nói, có nói ủng hộ có 200 triệu à, trời ơi. Nhưng mà họ cũng quá hay rồi, có 200 ngàn thôi cũng quý hơn rồi, tôi không có ngàn nào để phong bạc hết, thành ra thôi ngưỡng mộ, tất cả đều ngưỡng mộ, có giúp dân là được, coi như là điều tốt hết, quá tốt. Bởi vì coi kênh YouTube á, thì tôi á, chỉ có là thường xem nhất đó, kênh của anh Nông Dân với luật sư Vlog, hai người đó nói thấu tình đạt lý, và nói là có ma nói, có sách mách có chứng, nói lời hay lẽ phải, với mình nghe mình còn học khôn lên được một chút. Tôi cũng biết thêm pháp lực, biết chuyện này chuyện kia cũng nhờ hai đồng chí này nè, hai kênh YouTube này nè, chứ còn nhiêu toàn là sầm lát không à, nói trời nói biển nói điên nói khùng không à, ta nói trời nói biển nói điên nói khùng, sao mình vô làm chi rồi mình nói, ừ không vô sao biết ta nói điên nói khùng, nhờ vô mới biết, nhờ vô rồi bây giờ lướt qua ngang là biết cái kênh nào nói thiệt, kênh nào nói trời nói đất vậy đó. Mới có thấy nổi lên luật sư Khoa Nam mà tư vấn miễn phí, like cũng được đâu, cũng chưa có được, chưa được một tháng hay gì à, nghe cũng êm lắm, được chứ lắm, tự nhiên mười mấy ngày nay biệt tâm biệt dạng không biết đâu mất tiêu luôn, sao không thấy lên like nữa. Gần hỏi thằng Y Nguyên bà Tám sao không thấy luật sư Khoa Nam lên live stream, thì cũng chả nghe trả lời trả vốn gì, không biết có chuyện gì không, thì cũng không không không. Tức là mình xem nhiều, nói chung 3 năm nay là tôi coi kênh YouTube nào tôi cũng có coi chứ, từ trong nước tới ngoài nước, nhưng mà tôi không biết nhận xét cái nào sao. Mới đầu đúng là từ từ phải học khôn thôi, chứ mới cũng bị lầm chết tươi à. Mới đầu nghe nhiều kênh nó nói trời, nghe dữ dội, nghe ghê gớm, nghe dữ lắm, tưởng nó nói thiệt, dần dần ra toàn là nó dốc nó sượt, nói câu like câu view không thấy ghét, không thèm coi nữa. Rồi nhầm kênh cũng bị nhà nước quần dữ trời lắm, nó xóa kênh đó. Vậy thôi, nói chốt lại, mỗi người học được một cái khôn, cái dạy riêng của mình. Một người tùy người ta muốn làm gì làm, mình cũng đâu có quan điểm, đâu có quyền hạn, đâu có gì để nói người ta. Mình nói lên quan điểm mình thôi, ai giống mình thì thích, ai không giống thì thôi. Vậy á, mấy cả nhà mình mà có vô xem kênh người Cà Mau của tôi nè, nếu mà đồng quan điểm mà thấy cũng ok cũng được á, thì đăng ký kênh giùm tôi hen. Chứ tôi mới có 17 ngàn mấy trăm người đăng ký à,
tôi không có chuyên, lâu lâu tôi mới có chuyện gia đình, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, hoặc là muốn nói lên tâm sự gì thì tôi mới đăng clip và tôi đăng lên. Tôi là không chuyên nghiệp nên tôi làm cũng cù hơ cù vực lắm, nhưng được có cái là rất là chân thật à nghe, thật sự thật sao là y vậy, tấm lòng nghĩ sao nó y vậy, quay cũng không biết sửa đổi, không biết làm màu làm mè, cũng không có phong cảnh nào mà ok. Như lâu lâu tôi có đi đâu ra dã ngoại ngoài trời đó có phong cảnh đẹp rồi thì tôi cũng quay đồ đựng đăng lên cho mọi người có thích thì vô xem chơi. Nói chung ủng hộ tôi thì tôi rất là cảm ơn, tôi cũng muốn thành đạt như người ta, cũng muốn kênh YouTube có nhiều người đăng ký, mà tại mình già mình dở mình không chuyên nghiệp rồi mình cũng không có mình hơi đần, không có học hỏi kịp theo người ta thì thôi, mình có nhiêu làm nhiêu, biết nhiêu làm nhiêu, được nhiêu hay nhiêu vậy thôi, chứ biết sao giờ. Chứ kênh YouTube nào cũng vậy, tôi là đều có coi qua hết, tại vì tôi cũng vừa làm công chuyện vừa nghe vừa coi, giống như ở nhà mình thì cũng buồn, có người rủ rỉ rủ rả nói chuyện gì cũng vui, có nhiều khi ngủ không được mở nghe hồi gu ngủ gu tôi ngủ thì cũng tốt, có gì đâu, có cái điện thoại thì cứ mở ra suốt vậy thôi, có mạng thì coi, trên trời dưới đất thiên linh mà quả thế giới ta bà gì tôi cũng có vô coi vô nghe hết, nói chung nghe suốt ngày suốt đêm mà càng già ngủ càng được là nghe suốt vậy thôi, cũng có một chết tay nào cũng bình thường vậy thôi, mất tiền mất bạc gì đâu, thời gian cũng mất đâu, nằm không cũng vậy mà, vừa mần công chuyện vừa nghe cũng vậy thôi, có mở nhà mình suốt thì cứ nghe suốt vậy á, gã nghe riết rồi ghiền đó, nên nhiều khi ông anh tôi ổng ngồi gần ổng mở ra, anh hai tôi ổng vừa mở ra ổng nghe YouTube là tôi nghe là tôi biết cái kênh nào tên gì, ổng nghe mới chơi mới dữ mày, mày mới vừa nghe tiếng là mày biết quốc võ rồi, ai em cũng biết, ai em nghe tiếng em cũng biết là kênh YouTube nào á. Mình vậy thôi, mình coi nhiều, nói chung không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang, cũng có nhiều cái rất hay, chưa đâu coi hết rồi không còn gì để coi, còn qua bên Facebook để vô coi phim, phim đoạn 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 tập 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 gì cũng hay dữ lắm, coi với cung ghiền, nói chung tôi là thích đủ thứ không thích cúng cúng dường mà thích đủ thứ vậy thôi, mình cũng có cái giải trí của riêng mình. Mình không có đi cà phê, không có đi nhảy đầm, không có đi hát karaoke, không có gì hết, thì niềm vui của mình gì thì mình làm mấy thôi, mình bằng lòng với những gì mình có vậy là đã đủ rồi, mình cảm thấy mình thoải mái mình vui rồi, mình cảm thấy mình vừa lòng hả dạ với cái cuộc sống của mình vậy rồi, mấy năm hơi nữa đâu ngủm rồi, bon chen chi nhiều, đấu đá chi nhiều, khó khăn ích kỷ cơ chi nhiều, nghĩ chi nhiều trong khổ vậy thôi, cơm ngày ba bữa quần áo mặc tối ngày, cũng có lúc không mặc cũng có sao đâu. Rồi vậy nghe, chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ vạn sự như ý, mình khép lại ở đây coi như cái drama của sao đẹp Nguyễn Phương Hằng, người mà mình ngưỡng mộ mình thương yêu là đã vĩnh viễn khép lại, và mình cũng theo em ấy thôi, rồi mình sẽ mở ra những cái drama khác, thì tại vì mình thích vậy thôi mà, không có cái này thì có cái kia, nhưng mà tiếc thôi, thì hơi tiếc, nhưng mà thế nào cũng có duyên cũng có lần gặp lại thôi, nói chung là mơ được ước thấy. Rồi xin chào cả nhà mình nghe, tại vì bây giờ mình không chào lời nói lời chào tạm biệt cho đàng hoàng đúng đắn thì cũng như mấy cái clip trước thôi, 1 2 phút nữa là nó đá cái kịch gà đường nói cái nín khè, thấy thật là mất lịch sự, thấy cũng thấy kỳ kỳ, nên giờ chào trước đi, sắp sửa hết rồi, rồi xin chào.